Các bạn nhá, hôm nay máy văn phòng Cương Nga sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt in qua mạng của máy photo IR2004 nhá. Rồi. Rồi. Vừa đầu tiên chúng ta vào menu này. Chúng ta thiết lập cài đặt mạng, đấy là sử dụng mạng có giấy qua mạng LAN. Vào cài đặt mạng này. ID của người hệ thống thì 717 6 5 4, mà pin là 7 đến 1 luôn, mà pin từ 7 đến 1 luôn các bạn nhá, lùi nhá. Nhận ID login rồi, ở đây vào mình chúng ta kiểm tra chọn mạng LAN có giấy hoặc không giấy này. Đây chúng ta chọn có giấy. Thì tiếp theo vào cài đặt IP. Chọn IPv4. Đây là cài đặt địa chỉ IP. Lấy tự động chúng ta nên cài đặt bằng tay nhé. Chúng ta tắt hết. Vào lấy bằng tay. Ở đây địa chỉ của tôi là 192.168.1.1. chúng ta tiến hành đặt là của tôi đặt một chín hai chấm cho tiếp theo nhé. Rồi, chúng ta trở về. Rồi, vào trên máy tính. Đặt trên máy tính. Đây là mình đã thiết lập ở trên máy photo các bạn nhá. Trước khi thiết lập thì các bạn nhớ cắm dây măng lán vào cho mình các bạn nhá. Ở đây có dây măng lán này. Cái này cắm vào bộ chia màn hoặc là model màn này. Rồi, cắm một đầu vào máy photo. Đây, mình nhặt vào đây. Đây, trước khi mình thiết lập như thế này, mình đã thiết lập trước nhá. Cắm trước khi thiết lập nhá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên máy tính. Rồi chúng ta bước tiếp theo chúng ta vào cài đặt trên máy tính nhé. Bước đầu tiên chúng ta kiểm tra hệ điều hành của mình là hệ điều hành 32.64. Chúng ta vào GPC, vào Property. Ở đây của tôi là Win 7, Win 10, 64-bit. Chúng ta tiến hành tải driver của, nếu máy các bạn Win hệ điều hành nào tải hệ điều hành đó nhé. Máy photo của mình là IR2004 nên mình phải tải về nha. Rồi chúng ta tiến hành tải về. Tải xong thì chúng ta vào thường tải xong thì của tôi vào mục đau loạn thì là sẽ có sẵn đóng đấy. Đây, đây là mục IR2004. Mình chạy nè. Chúng ta kích đục cho chạy luôn. Tiến hành đây. Rồi nhận diện luôn. Chúng ta tiến hành chọn Network Connection. Cài đặt qua mạng LAN. Nhận diện nhé. Ở đây nó hiện vào có một con IR2004 đây. Địa chỉ là chúng ta mới thiết đặt là 192.168.1.23 đây. Chúng ta tiến hành nhận đấy nhá. Địa chỉ này là trùng với bên máy photo nhá các bạn nhá. Rồi nhận đấy luôn. Đây. Chúng ta
Start. Cá nhân đấy nhé. Rồi chúng ta xịt thử nhá. Rồi nhận print tẹt nhá. Đây máy đây ra các bạn nhá. Đây. Máy ở trong máy đây. Đây. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi kênh máy văn phòng Cương Nga nha. Bạn nào chưa cài được máy in qua mạng thì liên hệ với công ty Cương Nga. Cảm ơn các bạn rất nhiều.